Với những cam kết và chương trình cụ thể nhằm giảm lượng phát thải carbon trong quá trình phát triển, đặc biệt là trong giao thông, các thành phố Đà Nẵng, Hội An và Đông Hà của Việt Nam đã xuất sắc vượt qua hơn 100 thành phố của 23 quốc gia để lọt vào top 40 thành phố chính thức bước vào vòng bình chọn chung cuộc. Hiện nay, cộng đồng trên toàn thế giới có thể tham gia bình chọn, chia sẻ ảnh hoặc viết những điều họ yêu thích nhất về các thành phố này. Thành phố được bình chọn nhiều nhất sẽ đoạt giải Thành phố xanh được yêu thích nhất toàn cầu, dự kiến được trao vào cuối năm nay. Để bình chọn cho 3 thành phố của Việt Nam, quý vị có thể truy cập trang web chính thức của cuộc thi We Love Cities, cụ thể như trên màn hình. Cuộc thi Thành phố xanh được tổ chức 2 năm một lần kể từ năm 2011 nhằm vinh danh những thành phố nỗ lực hết mình trong việc thực hiện các giải pháp cung cấp nhà ở, giao thông và năng lượng bền vững.